Cái Suriname mình bọc lại. Này chắc sốc ăn quá bạn ơi, coi nè, nó gỡ bọc ra luôn các bạn. Nè, coi nè. Đó, nó ăn mà nó còn vậy nè. Đó. Trời ơi, cái gì gì nè. Bạn thấy nó ăn không? Đó. Rồi có mấy cái hộp mình mới lụm dục vô gốc nè bạn. Trời ơi, ý là bọc lại rồi nha bạn, bọc lại vậy luôn nè, bọc lại mình gỡ bọc luôn ghê chứ. Được có mấy trái rồi. Bữa hổm mình ăn lần có một trái đợt này ra nhiều nữa bạn nè, bông quá chừng luôn nè bạn thấy không? Đó. Ồ, đó coi coi nè. Còn trái người ta đang chín vậy nè, nó ăn trên cây, trên cành gì nè bạn, nó ăn. Rồi đó coi, nó ăn 4-5 trái rồi đó bạn, tức quá nè. Rồi dấu cạp còn luôn nè. Hết nó nổi hả? Để bứt trái này bạn ơi, bỏ. Trời ơi, bứt bỏ đây cái mai, trái này chín cái đu quất nữa nè. Ôi, uổng hết sức luôn. Quá vô vườn thấy nè. Quăng vô gốc đi. Cho mai mốt lên cây con bạn. Quả trời bông luôn nè bạn nè. Thấy không bạn? Ui. Đó. Ý là trồng chậu nha. Mai mốt mình trồng xuống đất cho nhiều trái. Trời đất ơi. Mấy cái trái này còn sống, mình lựa trái vàng vàng mình bọc mà nó quất là nó quất luôn, trời công nhận thiệt chứ. Mấy con này giờ đi bọc lại bạn ơi, không biết có ăn được với nó không đây nữa nè nè bạn. Cái dấu bọc còn nè thấy không? Nó ăn mà nó gỡ mà cái gì nè bạn, mà còn dính trong đây nè bạn nè thấy không? Nãy bạn thấy nó gớt dưới đây nè. Thôi để đi bọc lại đi. Bây giờ mình đi bọc lại rồi nè bạn. Mà mình phải bọc, mình dắt cái này lên. Nó ở đây như đây mình cũng dắt một cục vậy đó bạn. Bên đó nó kìa bạn. Đây nữa nè bạn. Mà mình quấn cái đầu hả cho thiệt là cứng nha. Cái này mình quấn cái đầu này nè bạn. Nè bạn thấy không? Quấn mấy nụt luôn. Cái này cũng vậy nè. Thay vì mình thường bữa mình gịch vô thôi mà bữa nay mình quấn luôn. Thử coi chứ nó mày ăn không? Trời ơi, một mình đó mà nó nghĩ sao hả? Nó ăn 5-6 trái mình bạn coi hộp rồi bạn. 5 trái luôn. Nó không chờ cho mình trái nào hết, tức không? Này giờ còn mấy trái? Trời ơi, còn đây nó mà hết bịch bọc rồi. Cái trái này còn non, nó chưa ăn đâu. Con này khôn lắm, đang trái chín trước không bạn. Kệ đi. Rồi. Vòng vòng bạn ơi, mới vô tới bạn ơi. Cây này cây tắc ngọt. Trái ít quá. Hôm nay mình chưa có chăm sóc đó. Chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay em thấy mớ gạo đắng. Đắng này kêu bằng gạo đông biển hay ta. Ngon quá trời bạn. Thấy này cái thèm lẩu mắm tới bạn. Nên giờ đi hái ít bạn ơi. Hái ít đi về cái mua miếng mắm, lẩu mắm mà hoặc là bún mắm người ta bán sẵn các bạn ha. Cái nhúng vô mình ăn cho nó ngon. Mà chợ người ta bán, người ta đâu có cho nhiều bạn. Con này nhà trồng non quá trời non luôn. Ngắt. Không. Đi ngang qua tính không hái, tự nhiên thấy nó tươi thèm. Cái giờ đi hái bạn ơi. Nên không có đem mà gỗ gì ra hết trơn trời. Đang đi kiểm tra xung quanh vườn đó bạn. Rồi kiểm tra coi có cái gì để thu không. Rồi sau đó mình mới đi thu xong rồi cái mình đi tưới cây. Chiều trễ quá bạn ơi. Rồi mình nhiều việc. Nó phải coi thợ đó bạn. Người ta cắt, người ta xây cắt, người ta kêu cái mình phải chạy đi mua đồ này kia các bạn. Tại vì mình thợ thì mình chỉ khoán công mà bạn, còn vật tư là mình phải tự kêu, nên lúc nào cũng phải túc trực đó, cái nó hú gì cái chạy điện kêu bạn. Ví dụ như nhiều thì vật tư người ta chở vô, còn ít quá thôi mình mà cần gấp thì mình giết mình chạy bạn. Ôi non quá trời non luôn, hay hết trơn thôi bạn ơi. Non mà ha, ăn non nó mới ngon. Bóp 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 luôn. Có người hỏi mua thù lù 5 Mỹ cây giống con rồi các bạn. Sẵn là chạy vô chụp hình cho người ta coi. Rồi hỏi mua cây sao, cây hoa sắc pháo các bạn. Nay vô chở gì à? Tính không bán cái chậu đó bạn. Tại mình làm cái chậu lớn rồi. Mà người ta nói thôi giờ lớn người ta cũng mua nữa. Lớn thì cái giá nó mắc hơn chút. Nhưng mà người ta vẫn mua. Cũng vui các bạn ha. Làm vườn, cái vừa có rau rồi thu hoạch, có hoa để ngắm. Rồi ai mua mình cũng thể bán hoặc là trao đổi vậy bạn. Cũng vui các bạn ha.
vì họ có cái giống đó mình không có, cái mình đổi với họ ví dụ như vậy. Để đỡ đây nè bạn. Để đỡ, để đỡ. Hai ít nữa thôi bạn ơi. Tại hai đủ ăn ấy thôi. Này mình hoàn toàn không có xịt thuốc gì trơn bạn. Cái chú kế bên nhà hàng xóm ở đây nè bạn. Hôm qua mình cho trái bầu á, tại vì chú thích. Chú nói thấy mình không có xịt thuốc, mà chợ người ta xịt thuốc một lum á. Nên kêu mình bán hai trái, cho nó hôi bán gì để tặng cho chú một trái dùm, tại cái bầu nó bự bạn. Bự chừng dần luôn. Mà chú chỉ có hai vợ chồng thôi, cái bầu đó chú ăn chắc có hai lần ba lần chứ ăn một lần cũng không hết các bạn, cái bầu bự mà. Rồi thôi cái mình biếu cho chú vậy đó. Mà chú cũng biết là mình ít xịt thuốc bạn. Mà thiệt, bữa nay cái dạng đậu đũa của mình giờ sâu rồi kìa, mà chưa có rảnh đi nghiên cứu cái cách ấy nè. Có cái vụ gừng tỏi ớt mà mình ủ rồi đó bạn, để xịt đó. Mà thiệt bạn ơi, nói thôi nói không than mấy bạn, nhưng mà thật luôn là không có thời gian để mà đi ôm cái bình xịt luôn các bạn. 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều chạy vô tới trong đây. Rồi bạn nghĩ đi, rồi mình tưới cạn tiếng mấy nên 5 6 giờ tối tối thui rồi bạn. Cũng đó tối thui rồi, mình phải chạy riết về ngoài. Rồi mình còn phải cơm nước, tắm rửa rồi giữ ở đó đó bạn, ngủ giữ vật tư các bạn. Với giữ đồ của thợ các bạn. Máy móc của người ta lỡ mất mất công bạn. Rồi cái thành ra chạy tới chạy luôn mà xa bạn, nhà mình á cách cái chỗ giường mình á là 3-4 cây số, mà cái nhà mình á thì cách cái miếng nhà mới mua bạn 10-10 mấy cây số bạn. Rồi thành ra chạy đi chạy về chạy đây ra đây tùm lum các bạn, chạy như chim vậy đó. Đầu ơi, chạy với sừng đầu luôn. Tiền xăng cũng tốn mà bây giờ phải chịu thôi bạn. Rồi ở trong đó thay vì tắm rửa ở trong đó thì không được bạn, tại vì chưa có nhà tắm nữa. Mình gái thì sao tắm được. Rồi phải chạy về nhà mẹ mình tắm rửa đồ để cho mẹ giặt, rồi về có ấy nhiều lúc rảnh thì phơi một cái. Mẹ giặt sẵn cho máy giặt các bạn. Cứ mình phơi một cái rồi mình giọt. Trời ơi bởi vì đủ thứ công chuyện bạn ơi. Hy vọng thời gian sắp tới nó rồi cái nó nhẹ bớt công chuyện cái nó mới được, rồi mình mới có rảnh cái thời gian chăm sóc tới vườn tược bạn. Thôi chắc mình hái nhiêu đây thôi bạn ơi, nhiều quá. Bầu mướp quay ghiếc cũng ngại bạn, nhưng mà giờ nó vô độ bạn, trái cứ có liên tục luôn rồi giờ không ăn thì không được bạn. Thì thôi sẵn có quay cho mấy bạn xem giải trí, mấy bạn đừng có chê nha, mấy bạn đừng có. Sao nhỏ này nó có bầu phe hoài mà thiệt bạn ơi, quá trời luôn nè. Thôi đó, đi ngang qua cái muốn hái cái tấp vô hái cái giờ không có đồ mà để mình lấy cái dao cắt cái chuối mình chặt rồi để bạn, cái nó lên cái nó có bồng mới được 3 trái rồi bạn ơi, thấy thương không bạn. Mình chặt bỏ được rồi mà nó lên rồi mình thấy 3 trái mình thấy thương, có mình để luôn này cái bông thương độc lạ này. Đó, cái cây này là mình chặt rồi nè bạn, thấy rõ ràng không? Cái nhánh cái ấy chặt nè. Đó rồi nó lên. Trời ơi, sức sống mạnh liệt quá. Đó, thấy thường quá. Thôi kệ để ngắm bạn, chứ cây chuối có chút xíu ai thèm. Mình cả đống chuối luôn. Đây, có cà nâu thấy có mấy trái bạn. Hái đi bạn nè, để nó mấy nó bị sâu bạn. Tại mình ấy dạ, mình không có xịt thuốc đó bạn, đang trái nè. Trái này giờ cũng to nè bạn. Bữa hôm nó nhỏ nè, nó to nè. Hái luôn. Rồi, còn trái nào không hái luôn cho rồi. Trời đang trái nữa. Nè bạn. Nhìn qua nhìn lại cái nó mau to quá trời. Ý, trời ơi cứng. Ô, đây nữa. Hái luôn. Đó. Có mấy trái nó bị sâu. Đây các bạn. Cái này nhỏ lắm, cái này đi, cái này cũng đỡ đỡ hơn trái đó một chút, trái này nhỏ lắm, cái này đi. Đói. Còn trái nào không ta? À, những bữa mình nhớ trong cái gốc, ngay gốc mít này, có một trái. Rồi, trái này hư rồi nè, bỏ đi. Ngay đây, đây. Đó. Biết còn trái nào hôm nay ớt có nữa rồi bạn ơi. Bữa nào rảnh đi hái mớ ớt hiệp. Mấy trái con. Trời ơi cái cà này sắp dai thiệt luôn. Thu lù nữa bạn, thu lù Việt Nam.
mình có mấy chục cây rồi bạn, mà mình hái thường thường mình hái có hai cây trong chậu đó thôi bạn, trong hai chậu giữa sân đó bạn, còn mấy cây này chưa làm biếng hái đó bạn. Mà đi qua hái mướp bạn ơi, trái này là mướp đĩa này bạn, nó không lớn nữa đâu bạn ơi. À, tại cái dây này mình thấy cái đầu rồi, tự nhiên thấy không, thấy cái đầu nó bị đĩa này bạn, lạ quá hả bạn ha. Đĩa thì hái non, hái non đây, một cái đây chứ sao hái tới đây nè. Trời đất ơi, nằm đâu giữa đĩa với trời, cái tay mình chưa tới nó bạn ơi. Thôi để nó đi nghiên cứu hái nó sao đi. Giờ ra trước hai trái này nè bạn, trái đó thì chút xíu mình đi mình nghiên cứu cách hái nó. Đây rồi, hái trái này đi. Trái này hái sao ta, vậy nó gớt cắt méo méo nữa. Kéo bén rồi. Giờ đi qua hái cái trái mướp kia không biết sao đây bạn, tắt máy chờ mà hái bạn ơi. Hoạch như đây thôi bạn ơi. Còn cả ý xanh rồi đậu đủ lum hết trơn á, nhưng mà giờ mình bận quá nên mình không có thu hoạch được nhiều bạn. Hái nhiều đây cũng đủ rồi. À, mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thích tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.